bộ phim Gia đình vui vẻ. Tập 84. Ấy da. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Sao rồi? Để Quỳnh đi truyền thái y nha. Ê, ê. Đại ca, có đau cỡ nào cũng không bằng muội đau lòng. Ôi trời ơi, hoàng thượng cũng thiệt tình à. Nổi điên theo con mẹ heo nái đó làm gì không biết. Quỳnh nói coi, cái gì bà mập đó có mà muội không có chứ? Ờ, bà đó có, ê, bà đó có nhiều mỡ. Ờ trời ơi, không phải là Quỳnh nói đùa đâu, đây là nguy cơ đó nghe. Muội nghĩ coi, nói về tướng mạo á, muội đẹp hơn bà ta nhiều. Nói về dáng dấp á, muội cũng đẹp hơn bà ta luôn. Nói về trẻ trung á thì bà không thể nào đuổi kịp muội. Có lý do gì mà hoàng thượng lại như là ma đưa lối quỷ đưa đường, lại đi mê cái con heo nái đó mới chết chứ. Còn nữa nghe, ông đối với nhà họ Kim yêu thương có thừa, hết mực bên vực cả nhà. Chúng ta kể cả chỗ đứng cũng sắp mất luôn. Hãy chờ coi, chúng sẽ không sống được yên ổn đâu. Ôi trời ơi. Cái gì? Muội không có cảm giác sao? Hoàng thượng nghe lời của mụ heo nái đó như vậy, biết đâu có phải gì đó đó. Không có đâu huynh, là chuyện lâu lắm rồi. Ơi khó nói lắm nghe, muội cũng biết hoàng thượng hay hoài niệm mà, nếu không thâm điện công chúa làm sao mà lấy lòng được quý ông ta. Ơi, gì vậy? Làm gì mà la hét ôm sầm vậy? Dạ xin lỗi nương nương quốc cửu gia, nô tỳ đã tìm được chai rượu trị trật đã lâu năm nên liền mang tới cho nương nương thoa. Hèn gì bốc mùi quá đi, ta ghét nhất là cái mùi này. Mau mang đi. Không có đâu nương nương, bị trật mà không chữa khỏi sau này sẽ để lại di chứng đó. Bình rượu này không giống những loại rượu trị trật đã khác, là truyền gia chi bảo đó. Đúng là trăm năm trần bì dễ có, rượu trật đã lâu năm khó cầu. Bình rượu thuốc này đã giữ vừa tròn 30 năm, cho dù uống trong thoa ngoài đều có công hiệu. Cộng thêm chiếc bình gan heo, khi dùng cũng có tình cảm liền. Những loại ít năm hơn, nó không thể nào so sánh. Bình gan heo hả? Im miệng cho ta, 30 năm thì sao, nhất định sẽ tốt sao? Nương nương à, điều này nô tỳ có thể đảm bảo đó. Không da mồm nữa. Nô tỳ không dám đâu. Nói hay như vậy thì đánh gãy xương ơi cũng không sao hả? Không đâu, không đâu, không đời, đâu. Trời ơi, cái đồ vô dụng còn ở đây làm gì? Mau ra ngoài đi. Nè nè, đi đi. Nô tỳ, nô tỳ cáo lui. Bực mình quá đi, còn da mồm cái lại ta ê, nữa. Mũi mũi à, đừng có bực mình, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Nếu không thì vết thương sẽ nặng hơn đó nghe. Nè, ngồi, đại ca, huynh không nói còn hơn, huynh nói tới đúng là đau quá. Ôi trời ơi, mũi đúng là. À, vị trà rất thơm, quả nhiên là cực phẩm. À, dạ đúng đó hoàng thượng, đây là trà ngon cực phẩm, là Trần Khanh Gia đặc biệt tặng cho hoàng thượng đó. Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho. Cảm ơn hoàng thượng. À, đúng rồi, quốc cửu à. Dạ. Hôm nay Khanh dẫn Trần Khanh Gia tới là có chuyện gì vậy? Hoàng thượng, người không nhớ sao? Phải là được rồi. Yên tâm ha. Đa tạ quốc cửu gia. Hoàng thượng, Phò Mã Gia và Thạch Bưu tới. Mau truyền đi. Hoàng thượng, liên quan tới chuyện thăng chức cho Trần Khanh Gia thì tham kiến hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Thạch Khanh Gia, vết thương của Khanh không sao chứ? Tạ hoàng thượng quan tâm, chỉ bị thương một chút ngoài da mà thôi. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu lúc đó không có Khanh, trẫm thật không biết phải làm sao nữa. Hoàng thượng phước lớn mạng lớn, cho dù có Thạch Khanh Gia hay không á, thì hoàng thượng cũng nhất định gặp dữ quá lành thôi. Đúng vậy, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, có thể quá hiểm thành không. Nói rất hay. Phò Mã, nhân tài như vậy có phải nên trọng thưởng hay không? Hoàng thượng anh minh. Được rồi, vậy trẫm phong Khanh là ngự tiền đới đao hộ vệ cho trẫm. Còn không mau tạ chủ Long Ân đi. Tạ chủ Long Ân. Miễn lễ. Phò Mã, mau sai lại bộ sắp xếp mọi thứ đi. Dạ biết rồi hoàng thượng. Hoàng thượng, người đã nói cái gì cho Trần Khanh Gia làm ngự tiền đới đao hộ vệ đó mà. Đúng ha, hình như Khanh đã từng tiến cử Trần Khanh Gia với trẫm rồi có phải không? Dạ đúng rồi. Đúng vậy hoàng thượng, lần này thần về kinh cũng là một lòng muốn nghe hoàng thượng sai khiến, báo đáp hoàng ưng. Nhưng mà trẫm mới nói ra rồi cũng đã quyết định rồi. Dạ không sao hết hoàng thượng, người vẫn chưa chính thức ban chỉ mà. Có thể sắp xếp cho Thạch Khanh Gia làm một công việc khác thì cũng được. Hả? Lời dạy ngọc của hoàng thượng đã nói, sao có thể tùy tiện. Chính xác, Phò Mã nói rất là có lý. Vậy sắp xếp cho Trần Khanh Gia làm sao bây giờ? À có rồi, trẫm nhớ ra phía tay còn thiếu vị trí đại tướng quân. Sắp xếp cho Trần Khanh Gia tiếp nhận đi. Hoàng thượng à, thần mới từ biên quan ở phương Bắc trở về mà. Ê, đó là hai nơi khác nhau mà. Huynh chơi mã điếu nghe tay á, người ta đánh bắt, huynh ù có được không? Hey, so sánh của quốc cửu rất hay, rất là có lý. Tạ hoàng thượng. Nè,
tận trung với triều đình, với hoàng thượng, nơi nào ấy thì cũng y như nhau. Tạ chủ long ân đi. Tạ chủ long ân. Miễn lễ, miễn lễ. Cũng lại là mấy món này. Sao vậy hoàng thượng? Mấy món này không hợp khẩu gì à? Bữa nào cũng ăn mấy món này, ăn hoài cũng phải ngán. Thần thiếp biết sau khi hoàng thượng thử món há cảo thịt heo ngoài cung khó quên, nên đặc biệt sai thượng thiện giám làm món há cảo thịt heo cho hoàng thượng thưởng thức đây. Ai cha, Ái Phi à, nàng đúng là hiểu tâm ý của trẫm. Hoàng thượng, người ăn đi. Được. Sao há cảo có mùi vị này? Có gì đâu, thịt heo tươi ngon, tỷ lệ đông côn và gia vị bỏ vào vừa đúng, không quá mặn không quá ngọt. Không phải à, mùi vị này sao không có giống. Vậy thiếp kêu họ làm cái khác. Thôi không cần, trẫm cũng không muốn ăn nữa. Ái Phi à, chỉ bằng đi ngủ thôi. Để thiếp hầu hạ người. Thì ghét quá hả? Dạ. À chà, đã nhớ ra rồi. Hoàng thượng nhớ gì? Ái Phi à, nàng không hiểu đâu. Từ An à, lập tức bãi giá cho trẫm. Dạ, hoàng thượng bãi giá. Hoàng thượng sao lại bãi giá hả? Không phải đi ngủ sao? Đột nhiên ta nhớ ra có chút chuyện ta cần phải làm ngay. Vậy để thần thiếp làm với người nha. Không cần, không cần. Ái Phi à, nàng cứ đi ngủ trước đi. Bãi giá, bãi giá. Thạch Bưu, nhìn em quay quá à. Có thật không đây? Đương nhiên rồi, bây giờ em là người dương cao tên tuổi của cha mẹ và chị thấy rất hãnh diện vì em đó. Cũng không biết có thật sự là ghê gớm không nữa. Cũng không thể nói như vậy được. Thạch Bưu lúc ở trấn Trị Lực Cộng là một bộ khoái, nhưng bây giờ là ngự tiền đới đao hộ vệ, lên tới 10 cấp, rồi quái hơn nhiều. Thật ra điều quan trọng nhất là phải đa tạ Kim Niên đã đề bạc. Nếu là tôi phải đa tạ mẹ mới đúng đó. Mẹ hả? Mẹ đâu có giúp được gì. Nếu không nhờ mẹ xuất cung cùng hoàng thượng thì cậu ta có cơ hội lập được đại công đó hay sao? Đúng vậy đó. Thì sao lần này người có công lớn nhất chính là mẹ đó. Trời ơi, liên quan gì đến mẹ chứ. Nói tóm lại là nhờ dựa vào thực lực của vận may của Thạch Bưu thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng may lần này hoàng thượng quá dữ thành lành, không bị sao hết. Nếu không bị truy cứu thì mẹ sẽ rất rối đó. Nói đúng đó chị Hai à. Nếu nhẹ thì coi như là mất chức đại phu nhân của chị á, còn nặng thì đẹp đầu luôn đó. Trời ơi, mợ ba nói gì kỳ vậy? Không may mắn gì hết. Nói sự thật thôi mà, làm gì ghê quá vậy chị Hai hả? Thôi bỏ đi bỏ đi, tóm lại chuyện này coi như chưa từng xảy ra, sau này không được nhắc tới nữa. Mẹ à, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Con thì biết cái gì, miệng đời ghê gớm lắm, đặc biệt là trong hoàng cung thị phi nhiều lắm, nói nhiều sai nhiều. Hoàng thượng giá đau. Hoàng thượng, sao trễ vậy? Chuyện gì vậy? Sao trễ vậy? Chắc có chuyện gì đó. Hoàng thượng giá đau. Không biết hoàng thượng giá đáo, không nên đón từ xa, xin hoàng thượng thứ tội. Có tội gì chứ, miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Cao mệnh phu nhân. Dạ. Trẫm nghĩ ra rồi. Chuyện gì vậy? Trẫm đã nghĩ ra câu đố đó rồi. Vậy sao? Đúng vậy. Chẳng phải bà nói có một con sâu muốn qua được hoàng hà nhưng lại không có thuyền nào hết, vậy có cách gì? Cách gì hả? Không có gì, chờ nó lớn lên biến thành con bướm bướm, chẳng phải tự bay qua hoàng hà được sao? Hoàng thượng người thiệt là thông minh. Lý nào như vậy chứ, tới đoán câu đố. Là nó, chính là mùi vị này. Đây chính là mùi vị khiến trẫm ăn thử một lần khó quên. Cao mệnh phu nhân à, há cảo thịt heo này là do bà làm đó hả? Không phải, là thông gia của già này làm, Thạch Đại Xuyên mang tới đó. Chính là nó rồi. Lặn lội khắp nơi tìm không thấy. Lần này ngươi chết rồi chứ. Lại ồn ào quá trời à, muốn ngủ thêm chút cũng không được. Trời ơi, ông đừng có ngủ suốt ngày, rảnh ra thì đi quét dọn đi, gian chạy tùm lum hết trơn trời. Khách mà tới cũng quay đầu bỏ đi thôi. Khách mà tới thấy bà dùng chân nhồi thịt heo á, ôm đầu bỏ chạy liền á. Bà tiết kiệm sức đi, đừng đạp nữa mà.
Ơi, lúc đầu á tưởng người ở trong kinh thành giàu có lắm chứ trời ơi, ăn mặc qua què, ai ngờ đâu á lùi xùi quá trời à. Há cảo có một văn thì một chén cũng không nỡ ăn nữa. Ơi, sớm biết vậy ở trấn Trì Lực Cộng cho rồi. Ơi, ông tính buồn sát tôi hả? Công công. Xin lỗi. Trời ơi, mấy người hành thích công công hả? Không dám. Còn các người cũng không dám nữa. Ông chính là Thạch Đại Xuyên phải không? Dạ, chính là tại hạ đây, xin hỏi có chuyện gì hay không vậy? Mau quỳ xuống tiếp chỉ. Mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Há cảo thịt heo của Thạch Đại Xuyên làm là món cực phẩm. Hoàng thượng sau khi ăn vào thì vui vẻ thoải mái, dạng diệt suôn sẻ, ăn cũng ngon miệng. Nên đặc biệt lệnh cho Thạch Đại Xuyên làm nhà cung cấp cho Thượng Thiện Phòng, hàng ngày cung cấp thịt heo Long Cương thượng hạng và món há cảo thịt heo đặc chế với đại nội, không được sai sót. Khâm thử. Tạ chủ Long. Tốt quá. Ông ơi, lần này đúng là nằm mơ cũng không có ngờ. Chúng ta là người tốt cho nên ông trời đã ban cho chúng ta. Trời ơi, tốt quá rồi. Hoàng thượng dạng thế. Ái phi, nàng đang bị bệnh không cần đa lễ. Tạ hoàng thượng. Ái phi à, trẫm nghe thấy y nói mới biết nàng bị bệnh, nên giữ xong buổi chầu sáng trẫm liền chạy tới thăm nàng đi. Thần thiếp tội đáng muôn chết. Ê trời ơi, sao nàng lại nói vậy? Thần thiếp không hầu hạ hoàng thượng còn liên lụy tới hoàng thượng, thần thiếp không phải tội đáng muôn chết sao? Ê, trẫm không có trách gì nàng đâu, nhưng thần thiếp không thể tha thứ cho mình. Vì để giảm nhẹ tội lỗi ở trong lòng, thần thiếp muốn hoàng thượng đồng ý với thiếp một chuyện. Hả? Là chuyện gì? Hoàng thượng dạng tuế. Đứng dậy. Ái phi à, nàng đang muốn làm cái gì vậy? Hoàng thượng, vì thần thiếp bị bệnh trong người không thể hầu hạ hoàng thượng, nên mời mấy hảo tỷ muội này tới hầu hạ hoàng thượng đi đứng ăn uống. Hả? Thần là Yến Phi. Thần là Mộng Phi. Thần là Xuân Phi. Thần là Như Phi. À, các khanh toàn bộ đều là phi tử của trẫm đó hả? Đúng vậy. Thần thiếp trước đã từng được hoàng thượng sủng ái. Ôi trời ơi, trẫm đúng là có mắt không có chồng rồi. Đúng vậy, lúc trước họ cũng từng được hoàng thượng ân sủng, nhưng mà sau này hoàng thượng vì bận rộn việc nước cho nên hoàng thượng đã quên họ. Bây giờ có cơ hội được hầu hạ hoàng thượng, họ sẽ nắm chắc không buông đâu. Đúng vậy, thần thiếp nhất định cúc cung tận tụy, chết không thể. Thôi được rồi, trẫm không cần các khanh hầu hạ, các khanh lui xuống đi, lui xuống. Hoàng thượng, không lẽ người không hài lòng bọn họ? Không phải. À, không sao hết, người có thể căn cứ trong danh sách phi tử chọn đại vài người. Hậu cung có 3,000 gia nhân xinh đẹp dịu dàng, nhất định sẽ khiến hoàng thượng hài lòng. Bắt hợp. Dạ. Ái phi à, nàng làm vậy chắc chắn có mục đích rồi. Hoàng thượng, dạo này quý phi nương nương không thấy hoàng thượng tới cung đông âm, sợ hoàng thượng không có ai chăm sóc, cho nên mới tìm ra những phi tử này cho hoàng thượng lựa chọn. Nhiều chuyện, ở đây có phần cho ngươi xem vào hả? Giả miệng. Dạ. Thôi được rồi. Ái phi à, dạo này đúng là trẫm có lơ là với nàng. Hoàng thượng là vua của một nước, sao lúc nào cũng mất thời gian bên cạnh thần thiếp chứ? Nếu như hoàng thượng cho là thần thiếp hầu hạ chưa có chu đáo, hoặc là không chia sẻ được với hoàng thượng, thần thiếp nguyện sẽ ở mãi trong cung đông âm, ăn chay niệm Phật, phù hộ cho hoàng thượng phúc thọ bình an. Ai trời. Quý phi nương nương vừa không ăn vừa không ngủ, hễ rảnh là chép kinh Phật, viết dạng tự văn cho hoàng thượng. Nhiều chuyện. Dạ. Quý phi, trẫm hứa với nàng, sau này hễ rảnh, trẫm sẽ tới đây thăm nàng ngay. Thật không? Tiểu Nguyễn à, đã đổ hết mấy cái bô chưa vậy? Đổ hết rồi. Quấn qua chưa? Quấn rồi. Lau sạch hết bàn ghế chưa dạ? Lau sạch hết luôn rồi. Người đúng là làm tốt lắm đó. Không sao đâu, chúng ta đều ở chung phòng với nhau mà. Lăng công công. Dạ, Lăng công công. Từ An đâu? Tôi ở đây, chào Lăng công công. Lại tới trễ nữa sao? Thật ra là như vậy. Sáng sớm hôm nay tôi thấy choáng váng không được khỏe, nên định tới thái y viện hút chút thuốc. Ai ngờ tới đó phát hiện sớm quá thái y chưa tới.
nên mới chạy về. Sau đó còn xui hơn á, đi hoài mà đi lộn đường. Đi một vòng lớn mới về tới đây đó công công. Bộ ngươi là người mới sao? Đi lộn đường. Xem ra ngươi bị bệnh tới lú lẫn luôn rồi. Đúng rồi. Đúng là bệnh tới lú lẫn rồi. Mọi người phải học tập theo Từ An. Bị bệnh cũng tới làm việc. Dạ. Ê trời ơi. Cái ghế này sạch thiệt đó. Dạ, đương nhiên rồi. Bàn ghế ở đây á là tôi lao á. Ý, còn cái bô thì sao? Lăng công công yên tâm đi. Mới sáng sớm tôi đã mang cái bô chùi lại rồi. Lau xong lại chùi, còn nhỏ lên đây hai giọt qua đậu thủy nữa. Vậy hả? Thơm. Sao chậu qua này đều là màu hồng hết vậy? Không liên quan tới tôi. Là Tiểu Nguyễn. Là hắn đó. Màu hồng có gì đâu chứ, đẹp lắm mà. Trời ơi, ta kỹ màu hồng lắm đó. Nhưng mà hôm qua ông nói là để một chậu hoa màu hồng ở đó mà. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Bực mình thiệt mà. Lăng công công mà đừng bực mình nữa. Chừng có nếp nhăn bây giờ. Lát nữa tôi luyện chậu hoa cho. Phải, luyện nó đi. Luyện nó đi. Trở về chuyện chính. Các người trong tháng này sẽ được điều tới thượng thiện giám. Mã Lương. Dạ. Ngươi phụ trách lấy nước. Lưu Bỉnh. Có. Ngươi phụ trách canh lửa. Dạ. Dương Pháp. Dạ. Ngươi phụ trách mang củi. Từ An. Ngươi phụ trách dùng thử. Dạ. Lăng công công à, vậy còn tôi? Ngươi còn hỏi nữa. Những chuyện còn lại không phải ngươi lo thì là ai lo đây? Hả? Quất Cửu Gia, canh trần bì đậu đỏ của ông xong rồi nè. Quất Cửu Gia. Quất Cửu Gia. Ý, Quất Cửu Gia không có ở đây. Không có thì để lại đi. Ồ. Da đẹp thiệt đó. Ôi trời, tấm da hổ trắng này. Ôi trời ơi, mềm mịn như tơ, trơn như là gấm vậy. Đúng đó. Rất là hợp với ông đó công công. Từ An to gan. Ngươi có biết nói như vậy là tội chết hay không hả? Cũng may ở đây chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết. Quất Cửu mà nghe thấy bị chém đầu luôn đó. Thôi được rồi, ở đây không có chuyện của ngươi. Ra ngoài. Dạ, Lăng công công. Ê trời ơi, đúng là thấy ghét quá à. À trời, thì ra ngồi lên dễ chịu như vậy à, đúng là tuyệt diệu. Cộng thêm một miếng canh trần bì đậu đỏ ngàn năm thì đúng là càng tuyệt hơn nữa. Ê trời, chết rồi. Ê trời, phải làm sao đây? Làm sao đây? Tham kiến Bất Cửu. Chết rồi. Lăng công công, người đây hả? Dạ phải, tham kiến Quốc Cửu gia. Không cần đại lễ. Hey, tấm da hổ yêu quý của ta. Ê trời ơi, kẻ nào làm dơ tấm da hổ này vậy? Hả, ta sẽ lột da của hắn. Lăng công công, kẻ nào làm? Quốc Cửu gia. Là Từ An hả? Dạ phải, chắc chắn là hắn rồi. Nô tài vừa mới thấy Từ An lén la lén lút đi vào đây đô. Người dội cho cái tên Từ An. Lăng công công, ông nói có kẻ nào thất đức du oan tôi trước mặt Quốc Cửu gia vậy? Hay trời, con người phải có lòng bao dung chứ Từ An. Tôi chắc chắn ông biết mà. Ông nói tôi nghe đi. Tôi tìm người đánh tiểu nhân, đánh cái đầu tiểu nhân cho hắn nín thở luôn. Đập cái chân đi lại cũng không được luôn á. Hey, ngươi cũng đừng trù ẻo người ta quá mà. Sao chứ, hắn hại mong tôi nở qua luôn rồi. Tôi phải nằm sắp mà ngủ. Tôi còn chưa trù hắn tuyệt tử tuyệt tôn, suốt đời làm nô bọc, có con gái phải làm kỹ nữ. Trời ơi, Lăng công công mà. Tôi chỉ muốn biết thôi mà ông cũng không cho tôi biết nữa. Ngươi còn nói là ta không giúp ngươi. Nếu ta không giúp cho ngươi á thì hôm nay ngươi đã mất mạng luôn rồi đó. Nói cho ngươi biết cũng vô dụng thôi. Người này có thế lực rất lớn ở trong cung này. Ngươi không có làm được gì hắn đâu. Hả? Công chúa. Nhìn thấy chưa? Thấy cái gì? Tiểu Nguyễn nói cười với ngươi đó. Vậy thì sao? Ngươi không thấy là nó cười rất tươi hay sao? Ý ông nói là Tiểu Nguyễn hắn. Ta không có nói nha. Tiểu Nguyễn có chỗ dựa là công chúa. Ngươi muốn xung đột trực tiếp với hắn, ngươi chỉ thiệt thòi thôi. Nếu vậy mối thù này tôi không trả được rồi. Tôi không làm đâu. Không thể nói như vậy được. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Nhất định sẽ có cơ hội.
Tớ mong con tôi. Có sao không vậy? Lên nghỉ ngơi đi. Tớ không cần người mèo khóc chuột. Ây da. Nè, có sao không? Ngồi dậy đi, trời ơi. Ây da. Có sao không đó? Thôi đi. Để tôi nghỉ một lát là được. Nè, đừng nói ta không nghĩ cho các ngươi nha. Bánh hạnh nhân này á, các ngươi cầm lấy ăn đi. Tốt quá. Từ công công mà, sao hôm nay huynh không thèm đếm xỉa gì tới Tiểu Nguyễn hết trơn vậy? Đúng đó, có phải hắn đắc tội với huynh rồi không? Ngươi đừng nói bậy bạ nha, ta không muốn cái mông của ta chịu tội nữa đâu. Thơm quá à. Tiểu Nguyễn à, ngươi ăn gì vậy? À, là đậu mắm hào công chúa ban cho tôi đó. Công phẩm. Ừ, nè, mọi người có muốn ăn hay không? Vậy thì không có sao nha. Trả nè. Đúng là loại đậu này chắc chỉ có trên trời mới có. Đời người được đếm thử mấy lần. Công công à, ngon lắm đó, quý có muốn ăn hay không? Thôi khỏi, đa tạ. Đi làm việc đi. Không phải nói nghỉ chút sao? Người ta có người chống lưng muốn nghỉ sao cũng được. Các ngươi mà lười biếng không làm á, coi chừng bị phạt bây giờ. Nhớ đó. Làm việc đi. Nhìn đẹp không? Lăng công công. Lăng công công. Lăng công công. Lăng công công. Ta nhận được mật báo, có người làm chuyện phạm quy ở trong phòng ngủ này. Không có. Lăng công công, ông yên tâm đi, ở đây có tôi, không ai dám ngang ngược đâu. Vậy hả? Vậy có người nào to gan hút thuốc hay không? Không có. Có người nào lén lút nuôi thú cưng hay không? Đương nhiên là không rồi. Vậy cái túi này là cái gì đây? Là của ai? Ý, cái túi này không phải là đậu mắm hào của Tiểu Nguyễn hay sao? Đúng vậy. Không phải của tôi đâu. Ngươi không cần phải phủ nhận. Ai mà không biết ngươi lấy đậu của công chúa ban cho ngươi đem cho mọi người ăn chứ? Không phải đâu, tôi đã ăn hết rồi mà. Lén lút giấu đồ ăn giặt là phạm quy, đương nhiên phải chịu phạt. Người đó, giám sát không tốt càng đáng phạt hơn. Túi đậu này tìm thấy được ở đây, cùng chịu phạt hết đi. Tiểu Nguyễn, nể tình ngươi phạm quy lần đầu, lại không tìm người gánh tội cản trở tư pháp công chính, nên xử tội ngươi nhẹ một chút. Túi này là của ngươi, ngươi phụ trách ăn hết nó. Các ngươi phải hít đất. Hít tới khi nào cậu ta ăn xong mới thôi. Hả? Túi đậu lớn như vậy là phải hít lâu lắm luôn. Bớt nói nhiều đi. Ba người một hàng, bốn người một dãy, lập tức hít. Mau lên. Nằm xuống. Ăn đi. Một. Sao mà cay dữ vậy? Đây đâu phải là đậu mắm hào. Tiếp tục ăn. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. 999. Khó chịu quá. Tiểu Nguyễn. Lăng công công, giờ đã là giờ gì rồi? Hôm qua ăn đậu no quá không muốn dậy làm việc chứ gì? Không phải đâu, sáng nay cổ họng của tôi đau quá à, lại bị nóng. Tôi đã nói với Phúc Toàn cho tôi nghỉ phép rồi. Ngươi chỉ có ăn đậu mà đã xin nghỉ phép rồi, vậy mà ngươi đã làm liên lụy bọn Từ An phải hít đất tới mấy trăm cái gì ngươi đó. Đúng đó, tại tôi bẻ không kêu luôn. Ngươi bị như vậy là tự làm tự chịu. Ngươi coi đi, nói được đi được, rõ ràng là muốn lười biếng rồi. Từ An, theo đoạn 3 chương 1005 quy tắc trong cung, công công nào giả bệnh lười nhác, tội khi quân, hình phạt cao nhất là... Hả? Đừng mà. Không muốn thì mau dậy liền cho ta. Mang hết tất cả bô trong cung này đi rửa sạch sẽ hết cho ta. Hả? Sao hả? Muốn lười biếng hả? Mau lên. Lười biếng nè.
Tham kiến công chúa. Ta nghe nói người bệnh nên tới thăm ngươi. Là công công, sao ông bám lấy Tiểu Nguyễn vậy? Đâu có. Tiểu Nguyễn có bệnh ở trong người. Nô tài biểu Từ An dìu cậu ta đi nghỉ. Nghỉ ngơi đi ha. Đừng có đi lung tung, coi chừng cảm lạnh đó. Cẩn thận đó. Nhưng mà theo quy tắc trong cung, chương 1005 đoạn thứ 3 có ghi chú rất rõ ràng. Bị bệnh có thể nghỉ ngơi. Ngươi cứ việc yên tâm nghỉ ngơi đi ha. Đừng có nói nhiều nữa hả? Công chúa à, không cản trở mọi người nữa. Lấy cái kéo qua bên kia, chúng ta phải cắt đồ. Dạ. Tiểu Nguyễn, ngươi không sao chứ? Đa tạ công chúa quan tâm, nô tài không sao. Sao giọng nói của ngươi khàn quá vậy? Ta đã tới chỗ của thái y lấy thuốc rồi. Nè, đây là thuốc nè. Cái này để khỏe rồi mới bồi bổ. Còn mấy thứ ăn vặt này á, để thường ngày ngươi ăn. Đa tạ công chúa. Nhìn bộ dạng của ngươi tiều tụy quá. Có phải là ngươi làm việc rất là vất vả không? Không phải. Nếu như ngươi làm việc cực khổ quá, ta có thể sắp xếp cho ngươi làm công việc khác. Ngươi cứ việc nói đi. Nô tài. Trời ơi. Ngươi la lối gì chứ? Công chúa không có gì. Không cần đâu. Nô tài không sao. Công chúa, nô tài rất tốt, rất tốt. Nếu vậy thì được rồi. Nè, tức chết đi được à? Làm ta như hạt sen bị mất nước vậy, mặt đầy nếp nhăn à. Lăng công công à, tôi nghĩ hay là chúng ta thôi đi. Thôi, cái đầu ngươi. Giờ hắn không chỉ chơi xấu ngươi, hắn còn kéo cả ta vào đó. Nói gì đi nữa, ta đường đường cũng là tổng quản đại nội, lại là người đáng tin cậy trước mặt hoàng thượng và quý phi nương nương. Nhưng mà bây giờ, phải nhìn mặt tên tiểu thái giám này mà làm người. Ngươi nói đi có tức hay không chứ? Công công bớt giận. Nhưng mà hắn có công chúa chống lưng, chúng ta không đấu lại hắn đâu. Ngươi đúng là quá ngu xuẩn mà. Nham hiểm chính là bản sắc của thái giám chúng ta. Đấu thẳng không được thì chúng ta có thể đấu ngầm mà. Dạ. Hay là vậy nè, Sa quận chúa rất dã man, chúng ta mượn dao giết người đi. Sa quận chúa nghe lời chúng ta nói hay không? Vậy thì chưa chắc, chúng ta có thể du quan giá họa mà. Giá họa? Lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Đúng rồi, chúng ta làm hư đồ yêu quý của quận chúa, sau đó nó là do Tiểu Nguyễn làm. Đồ ngốc, ngươi làm ơn đừng có nói nữa mà. Ngươi làm bao nhiêu son phấn chảy hết xuống cằm rồi. Còn đứng ở đây làm gì? Hả? Còn không mau làm theo ý của ngươi đi. Dạ. Đồ ngốc. Có mà. Trời ơi, lợi hại quá là trận pháp gì đây? Cái này gọi là dân đức hồ trứng trận. Hả? Hay cô không biết đâu, quận chúa sợ mình không xuất giá được cho nên đã tới Linh Quang tự để nhờ dân đức hồ trứng trận đại sư bày trận cho cổ, kết hợp với cổ kiên cử tắm gội, rồi tiếp theo đó còn đón Bạch Ngọc Quan Âm của chùa này về là đại công cáo thành, quận chúa sẽ có ngày được xuất giá thôi. Phức tạp vậy sao? Tôi không biết tỷ đang nói gì. Cô không biết cũng không sao. Nhưng mà cô tới lần đầu nhớ phải cẩn thận một chút đó, tuyệt đối đừng có làm hư hại đồ ở đây. Rất là quý đó, biết chưa? Chúng ta đi chăm nước đi. Quý chị tỷ có còn giả chết. Hả? Sao mà dơ vậy? Cô liệng nó đi đi. Tôi đương nhiên là cô rồi. Cô mau liệng nó đi, nếu không để quần chúa về sẽ kéo chúng ta ra chém đó. Đúng rồi, Quế chi tỷ. Hả? Sao cô sơ ý quá vậy hả? Sao hả? Làm xong hết chưa vậy? Quần chúa. Gì vậy? Hai người làm gì mà hốt hoảng vậy hả? Sao vậy? Không liên quan đến nô tỳ đâu. Ngươi, xin quận chúa tha mạng. Sợi dây đó tên là dây tiền đức. Nếu như có người làm đứt nó thì tai họa sẽ giáng xuống đầu kẻ đó. Bây giờ tai họa sẽ giáng xuống đầu của ngươi. Ta không những không trách ngươi mà còn trọng thưởng cho ngươi nữa. Đấy là quận chúa. Quế chi? Dạ. Thưởng cho cổ trái táo. Dạ được. Cởi đồ.
Dạ. Bả trà đâu rồi? Nô tỳ mới lau sạch. À, không phải, nô tỳ biểu cổ lao đó. Vậy Kim Giả Lan Quân đâu? Kim Giả Lan Quân là thi thể của con gián đó. Kim Giả Lan Quân là tất cả tinh túy của trận pháp này đó. Nếu như không có nó, trận pháp này là tiêu. Ta không xuất giá được, mà ta không xuất giá được cũng có nghĩa là ta kéo hai người ra ngoài trạm. Ở đây nè, không hơi đùa với quận chúa thôi. Ở đây đó, trả lại cho quận chúa. Chỉ cần Bạch Ngọc Quan Âm tới thì lúc đó ta có thể xuất giá rồi. Chúc mừng quận chúa. Lưu Bỉnh Ca, tôi có một chút bánh, lát nữa chúng ta cùng ăn nha. Ý trời ơi, có người nói chuyện với tôi đó hả? Sao lại có người nói chuyện được chứ ta? Không phải là tiếng chó sủa sao? Trời ơi, tránh xa giùm cái đi, chúng ta không còn sức để lát nữa hết đất đâu nha. Ây da, đau bụng dữ vậy. Trong hoàng cung đúng là quanh quanh quẹo quẹo tùm lum. Thần thiện giám là ở đâu vậy? Bị người ta gạt rồi. Người ở trong này không ai tốt lành gì hết. Cứu mạng, cứu mạng. Cứu mạng. Quynh không sao chứ? Đa tạ cô nha. Thợ ở đâu? A Đệ. Sao Quynh ra nông nổi như vậy? Tôi cái gì? Không lẽ Quynh mà biết bắt nạt người ta sao? Đúng rồi, sao đám thái giám đó lại chơi Quynh vậy? Thôi bỏ đi. À phải, cô có khỏe không vậy? Tôi khỏe. Không phải ngày nào cũng làm thịt heo sao? Nhưng mà địa điểm khác là giao tới hoàng cung đó. À đúng rồi, bộ đồ thái giám này rất hợp với Quynh đó. Cái này dù sao cũng là thân phận của tôi mà. Tôi không nói với cô nữa, tôi đi trước, còn có gì phải làm. Nè, tôi chỉ muốn hỏi Quynh thượng thiện giám ở đâu thôi. Cần gì mà phải đi nhanh dữ vậy? Chà, thấy ghét thiệt à. Sống động như thật vậy đó. Chà, đường tam thái tướng này đúng là sống động quá ha. Dáng vẻ nó sải cánh bay cao, có thể so với oai phong của Lăng Công Công. Màu sắc bắt mắt có thể so sánh với vẻ như hoa của Lăng Công Công. Ngươi cũng rất là biết nhìn. Còn nữa, dáng vẻ khí thế hiên ngang của nó rõ ràng chính là ứng. Lý nào làm vậy? Ngươi không có mắt hả? Đánh chết ngươi nè. Ngươi nịnh bợ cũng không cần động tác mạnh như vậy. Xin lỗi. Ta nói cho ngươi biết, ta đã tốn tiền bổng lộc của 3 năm để mua đường tam thái tước này về đó. Ta coi nó như tính mạng của mình vậy. Nó có sức mẻ gì á, ngươi có chết 10 kiếp cũng không đủ đền đâu. Nô tài biết tội. Nô tài Tiểu Nguyễn cầu kiến. Vào đi. Lăng Công Công. Tiểu Nguyễn. Dạ. Có phải ngươi nghĩ Lăng Công Công thường nhắm vào ngươi hay không? Không có, làm gì có chứ. Vậy thì tốt rồi. Thật ra Lăng Công Công trước giờ làm việc rất công bằng, nhìn việc chứ không có nhìn người, nên hôm nay tạo điều kiện cho ngươi. Ngươi lập tức tới cổng thành, cung nghinh Bạch Ngọc Quan Âm của quận chúa, sau đó lập tức đưa tới cung Vũ Lôi. Khoan đã. Sau khi ngươi nhận được Bạch Ngọc Quan Âm, ngươi nhớ đi một vòng ở Ngự Hoa Viên rồi mới mang tới. Có biết chưa? Biết rồi. Vậy thì đi liền đi. Tạm biệt. Tiêu rồi, ở đây chỗ nào cũng giống nhau, làm sao mà tìm đây? Lần này Tiểu Nguyễn còn không tiêu hả? Đương nhiên rồi, ngươi nghe ta nói Tiểu nè. Nguyễn, chính là thợ đâu? Lăng Công Công. Chỉ cần trên đường đi, hắn làm bể tượng Bạch Ngọc Quan Âm đó. Xa xa quận chúa sẽ nổi trận lôi đình. Tới lúc đó chúng ta không cần phải ra tay, quận chúa sẽ băm da thịt của hắn ra làm trăm mảnh. Vậy là lần này chúng ta nhổ được cái gai trong mắt rồi.
Ây da, nặng quá đi à. Từ An. À, Tiểu Nguyễn à, đúng lúc quá, bình hoa này nặng quá à, giúp giùm khiêng nó ra ngoài đi. Ờ, vậy còn Bạch Ngọc Quan Âm này? Ngươi nói gì đây, tay của ta mất sức cũng do ngươi gây ra thôi, còn từ chối giúp ta nữa hả? Ờ, à, thôi được rồi, chờ tôi một chút nha. Có thể được đi rồi, được chúng ta cùng chuyển ra ngoài. Ờ. Quan Âm đại sĩ à, đừng có trách nha, xin lỗi nha, chỉ làm có lần này thôi. Đa tạ ngươi Tiểu Nguyễn. Ý trời, tới rồi hả? À, xong rồi, ngươi ôm Bạch Ngọc Quan Âm đi luôn đi. À, tạm biệt. Tạm biệt nha. Lần này thì ngươi tiêu rồi, chúng ta tới cung Vũ Lôi coi tuồng đi. Được đó. Tham kiến quận chúa. Tử khí đồng lại nghìn Quan Âm, đắc đạo dĩ lên tống lang lai. Hôm nay là ngày đại hỷ, mọi người bình thân. Tạ quận chúa. Chà, lần này quận chúa mặc nguyên bộ đồ màu trắng, đúng là như tiên nữ hạ phàm vậy đó. Quan Âm chuyển thế, lần này đón được Bạch Ngọc Quan Âm, nhất định là muốn gì được nấy, sẽ có được lang quân như ý đó. Người to gan lắm, đứng trước pháp đàn mà người ăn nói bậy bạ như vậy hả? Nhưng mà người nói hay lắm, đa tạ lời tốt lành của người. Tạ quận chúa. Còn đứng đó làm gì? Giờ lành tới rồi, làm sạch thánh đàn. Mau lấy giấy đi. Dạ. Ngươi là bệ nước thánh của ta. Cái bình lúc nãy do quần chúa đụng vào nô thì. Ngươi nói cái gì chứ? Ngươi nói ta đụng ngươi là bệ nước thánh của ta, ngươi muốn ta không xuất giá được hả? Ta biết ngươi có ý gì đối với ta, ngươi thương thầm ta, thật không ngờ ngươi là loại người đó, người đâu lo cổ ra trạm. Dạ. Nhưng mà quần chúa tha mạng, từ bi di ái, từ bi di ái. Quan Âm đại sĩ hình như là từ bi di ái. Không cần trảm cô ta nữa, mau giải cô ta đi. Ừ, thưởng cho ba quân. Dạ quận chúa. Đừng bằng quận chúa, xin quận chúa để tha quận mạng chúa. Quận chúa, quận chúa làm rất đúng đó, nha đầu đáng chết đó không cần phải tội nghiệp. Cũng may đồ làm bể không phải là tượng Bạch Ngọc Quan Âm. Nếu kẻ nào làm bể Bạch Ngọc Quan Âm của ta, ta sẽ lôi ra lăn xạo chiếc nước hấp chân rồi mắc cho chó ăn. Còn đợi gì nữa, còn không có làm sạch thánh làng. Dạ. Bạch Ngọc Quan Âm tới. Tới rồi, tới rồi. Quận chúa, trên đường đi không có chuyện gì chứ? Ờ, không có, không có. Ờ, à. Ồ, tên tiểu tử ngươi đã làm bể Bạch Ngọc Quan Âm của quận chúa. Người đâu, lôi ra ngoài. Dạ. Trảm đi. Hả? Sao lại trảm người ta? Trù ẻo Bạch Ngọc Quan Âm của ta bị bể hả? Không phải Bạch Ngọc Quan Âm nát rồi sao? Không hề, ta chưa từng thấy Bạch Ngọc Quan Âm hoàn mỹ như vậy. Đưa hắn ra ngoài chém. Hả? Lấy nửa cân thịt nướng cho hắn, thưởng cho hắn. Ờ, đa tạ quận chúa, đa tạ. Hey, rõ ràng ta đã đập nát bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm đó rồi mà, tại sao nó không bị hề hấn gì hết vậy? Tại sao? Ngươi bị câm rồi hả? Ngài thường nói nhiều lắm mà, ta hỏi ngươi là tại sao? Nô tài nghĩ có hai khả năng, nhưng mà không dám nói. Nói đi. Công công bớt giận, khả năng thứ nhất á, chính là võ công của công công bị giảm rồi. Ngươi thấy sao? Không có, không có, không có. Nói ra cũng không có ai tin. Vậy thì khả năng thứ hai? Đương nhiên là bị trúng ta. Ngươi tưởng ta là quận chúa sao? Mê tín dữ vậy. Ý, cái hộp này. Hả? Tại sao trên đây có dấu giày vậy? Công công, hình như là công công. Không phải, không phải chứ. Không phải chứ. Hả? Hả? Tại sao lại như vậy? Quận chúa đúng là tốt thiệt, thưởng cho mình một miếng thịt nướng. Tuy là hơi ít một chút nhưng mà có đỡ hơn không? Ý. Cái chân ghế này bị hư rồi, vậy mà huynh cũng không thấy nữa. Sao huynh lẩm cẩm quá vậy? Không có chút cảm giác có nguy hiểm hả? Cô vẫn chưa đi hả? Nếu tôi mà đi rồi, thứ để trên bàn không phải là miếng thịt nướng này, mà là thịt trong bụng của huynh đó. Là sao?
Huynh có biết là lão Lăng Công Công đó họ muốn hại huynh không? Nếu không nhờ tôi nghe được kịp thời đổi Bạch Ngọc Quan Âm đó, chắc chắn huynh mất mạng rồi. Hả? Có thể đi được rồi. Khoan đã, điểm mấu chốt chính là chỗ này. Không phải là vậy sao? Cô lấy đường tam thái tước của Lăng Công Công đổi hả? Vậy nó đâu rồi? Chắc chắn là bể nát rồi. Lo lão làm cái gì? Là lão ta hại huynh trước, đáng chết. Ồ, đa tạ cô. Nhưng mà sau này Lăng Công Công nhất định sẽ không tha cho tôi đâu. Yên tâm đi, chúng ta là huynh đệ mà. Ồ, sau này ngày nào tôi cũng giao thịt heo tới đây, có chuyện gì tôi nhất định sẽ giúp huynh. Đúng là ngủ ngon thiệt. Cơ bộ Quan Âm đại sĩ đã thật sự hiển linh rồi, nên có một ngày tuyệt vời như vậy. Ông kỳ buổi sáng thật là trong lành, ăn ngăn ngâm áp mang tới niềm vui. Gì nữa ha? Tuy hơi thở của mình còn hơi thúi, nhưng mà cũng như hoa lan. Ông trời thật là bất công, dáng dấp tướng mạo trí tuệ đầy đủ như nhau, đúng ra nên tham gia cuộc thi tuyển chọn người đẹp trung nguyên, nhất định khiến cho người ta ganh tị. Con ruồi đáng chết đậu ngay trên cái gương của ta. Ta đọc ngươi nè. Không chịu bay đi. Không lẽ đến ta rồi. Ai cản ta sẽ chết. Đi quận chúa. Vừa hấu gì vậy chứ? Vừa không ngọt vừa không có nước, dở như vậy mà mình cũng ăn hết trơn. Có chuyện gì mà mắt mình giật dữ vậy? Sao mà xì xỉa quá vậy? Nhất Đồng. Không phải U Liên ba dáng đó chứ. Lần này bữa chơi thành kinh điển rồi. Liên tục ra tiền không ngừng. Mười gián ô, năm gián ăn nhỏ, sáu gián được ăn lớn. Cô thấy hôm nay mọi xui xẻo tới cực đỉnh luôn đó. Thua là thua sạch hết trơn à. Trời. Hôm nay mà cách xì hoài à, mặt đỏ tai ù, mắt còn giật giật nữa. Mà biết ngay là hôm nay số mỡ không may mà. Nhưng mà không ngờ xui xẻo tôi vậy. Thôi đừng có giả bộ nữa, đưa tiền. Nhanh lên đưa tiền. Biết rồi. Hết rồi. Hả? Chẳng khác nào bị ép nghỉ chơi. Không được, không nghỉ chơi. Vậy đi, không sao hết, mỡ không có, con có, con cho mỡ mượn. Được đó. Chị đổi tính rồi hay sao vậy? Đó. Sao người ngốc quá vậy? Mỡ ba thua tới nỗi này, còn không tranh thủ thừa gió bẻ măng cho mỡ mượn càng nhiều, chẳng phải là thua càng nhiều hay sao? Có lý lắm. Tụi con ủng hộ mỡ. Cầm lấy. Đa tạ. Vậy là được rồi ha, đánh lớn lên đi. Được đó. Đánh lớn lên dẫn. Đánh càng lớn, ăn càng lớn, sẽ nhanh trả nợ thôi mà. Ây trời ơi. Tới nữa. Tóm lại là bây giờ là ta bị bệnh hay là bị trúng tà? Thực ra là bị cái nào vậy? Quận chúa à, cô hãy ngồi xuống đi. Ông đứng yên cho ta. Rốt cuộc có phải ta bị bệnh hay không? Có phải ta bị trúng tà không? Ta mà điều tra không ra, ta sẽ lôi hai người ra chém. Được rồi, bấm được rồi. Sao rồi? Hôm nay là ngày âm, tháng âm, năm âm. Hèn chi mà quận chúa luôn thấy không vừa ý. Vì bên cạnh của cô có một khắc tinh xuất hiện. Khắc tinh? Là cái nào? Lôi ra chém. Là ai thì thần vẫn chưa biết, nhưng mà di thần bấm ra được. Hôm nay vào lúc nhật thực, người đầu tiên xuất hiện trước mặt quận chúa chính là khắc tinh của người. Vào lúc nhật thực, người đầu tiên xuất hiện chính là khắc tinh à? Quận chúa à, di thần cũng đoán được. Thế nào? Thần suy quyết nhược, có lòng không sức. Ta là đàn bà con gái, đàn bà con gái mà cũng có thể nói là thần suy à? Thần nghĩ à, chắc là thần đó. Tại sao?
À, quận chúa à, người coi. Nếu bị bệnh thì ông mau tới đại phu khám đi. Dạ, lúc nhật thực khắc tinh. Hỷ tử lúc nhật thực, người đầu tiên để ta nhìn thấy được, ta sẽ giết chết hắn. Làm gì vậy? Dạ không. Ngươi sợ hả? Dạ không. Ngươi đó, người thấp như vậy mà cắt được ta, ngươi có đủ tư cách đó hay không? À, đúng đó quận chúa, nô tỳ thấp hèn, làm sao mà cắt được quận chúa? Nhưng mà cũng không đúng, cái vẻ trơ trẽn của ngươi cũng thấy ghét lắm, nhất định là ngươi. À, nô tỳ đi đổ bô cho quận chúa, bô đầy hết rồi. Đầy hả? Ta chưa đi mà đầy cái gì? Ngươi lén dùng hả? Uống gì vậy ta? Là bụng quá. À, lấy bô mau lên. À, cái bô đem đổ đi rồi. À, đúng là kỳ lạ, mất đâu một con mã điếu rồi. Đổi con khác đi, ai mà biết mợ mượn lại ăn như vậy chứ. Đa tạ nhiều nha. Lần này giúp mợ ấy trở mình dĩ mới đau. Còn không sao, cho mợ ấy mượn tiền để cắt thịt mình. Chị Lộ à, lần này là chị ban cho đó. À, mợ ba đang lúc hồi quan phản chiếu, chị cũng đành chịu thôi. Thôi mà, đừng có cãi nữa, cùng lắm mua chút đồ tặng mọi người. Cái con chim chết bầm này, ngươi không có hót cũng kêu một tiếng chứ, ta bỏ 100 lượng mua ngươi về á. Nè, ngươi câm hả? Chết rồi, chết rồi, chịu hết nổi rồi. Trời ơi, hay, tao muốn khổ cả lắm đây này. Đây này, đây này, đây này. Màn cầu hoan sóng trao phiên bản nơi trên gian, xuân niềm phim xuất phun nhang sài gian. Nơi cõi pha san câu duyên đầu kỳ to quan, màn trong trái sâm một duyên lâu lan. Hey.